Canberra. Thành phố ăn mừng sự đa dạng, văn hóa và khám phá. Là trung tâm của thủ đô Úc, Canberra mang đến một lối sống và môi trường học tập không giới hạn cho sinh viên từ khắp mọi nơi trên thế giới. Hãy lắng nghe từ những sinh viên đã tìm thấy ngôi nhà thứ hai tại Canberra, phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng thân thiện và năng động của nơi đây. Nhắc đến Canberra, mọi người sẽ nghĩ khá là buồn. Nhưng với mình, khi đến Canberra mình thấy thoải mái hơn, mọi người gần nhau hơn, không quá xô bồ và có thể vừa tập trung việc học và tận hưởng cuộc sống. Canberra tự hào có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất và mức lương tối thiểu cao nhất tại Úc, mang lại cơ hội dồi dào cho thực tập và sự nghiệp trong các công ty hàng đầu và chính phủ. Được xếp hạng là một trong những thành phố an toàn nhất, Canberra đảm bảo một môi trường an ninh cho cư dân của mình, cho phép sinh viên tập trung vào học tập và tận hưởng cuộc sống thành phố một cách yên tâm. Tại Canberra, mỗi ngày là một cơ hội để học hỏi, phát triển và kết nối, khám phá vị trí của bạn tại thủ đô Úc.